Chắc hẳn ai trong chúng ta thì cũng đã từng một lần search Google với từ khóa là học ngành này xong làm gì, hay là học bằng này xong làm việc ở đâu, đúng không ạ? Có thể nói là đại học làm cánh cửa mở ra rất nhiều những ước mơ và hoài bão của các bạn trẻ. Khi mà chúng ta cầm được tấm bằng ở trên tay với tràn đầy sự tự tin và hãnh diện bước chân vào đời với nhiều những hy vọng. Tuy nhiên thì một sự thật hụt hẫng là mọi thứ không như chúng ta nghĩ. Thực trạng hiện nay, cầm bằng trên tay thế nhưng vẫn thất nghiệp là chuyện bình thường. Đúng là như vậy ạ. Và nguyên nhân được chỉ ra đó là rất nhiều. Thế nhưng mà một bộ phận, xin được nhắc lại là chỉ một bộ phận mà thôi, mà không phải là tất cả. Họ, các bạn sinh viên thì dù đã được đào tạo, thế nhưng sau khi ra trường thì lại không biết phải làm gì, không có định hướng, cũng như không có một mong muốn nghề nghiệp rõ ràng. Hiện tại, chính xác hiện tại là chưa xác định được là vào đâu. Hiện tại thì em vẫn đi làm thêm, nhưng mà em đi làm thêm là trái ngành, trái nghề chị ạ. Dạ vâng, em đi làm thêm là em đi chạy thêm làm xe, đi chạy xe, chạy Grab ạ. Chưa nghĩ ra được đến như thế. Nếu mà có thể thì em vẫn hy vọng là mình được trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Em nghĩ là ví dụ mà khó xin việc thì em nghĩ là do cái bằng của mình ý ạ. Theo em vẫn nghe mọi người nói là ra trường thì vẫn phải cần một cái bằng. Vâng, thưa quý vị, nếu ngay khoảng thời gian này thì đối với các bạn sinh viên ở Hà Nội thì có lẽ đó là một khoảng thời gian có thể nghỉ ngơi sau những 4 năm dài học tập. Tuy nhiên thì đối với các bạn sinh viên ở ngoại thành thì trong khoảng thời gian tháng 5 này, đây cũng là khoảng thời gian mà họ sẽ phải đi thực tập. Và các bạn sinh viên này họ sẽ phải tất bật để có thể chuẩn bị những hồ sơ xin việc tại các công ty. Là sinh viên năm cuối của một trường đại học có danh tiếng, nhưng sau khi tốt nghiệp, Trần Thị Ngọc Thảo vẫn đang loay hoay tìm việc làm để ổn định thu nhập và tự lập cuộc sống. Sau hơn 10 hồ sơ gửi đến các doanh nghiệp không có phản hồi, Ngọc Thảo quyết định tìm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội để xin tư vấn, tìm kiếm cơ hội việc làm, nhưng vẫn đành ngậm ngùi nhận lại hồ sơ vì chưa đủ các giấy tờ tiêu chuẩn cần thiết. Mình đến lúc hồ sơ thì có thể mong muốn tìm được công việc phù hợp nhất sau khi vừa mới tốt nghiệp ra trường. Mình cũng nộp hồ sơ ở khá nhiều nơi, nhưng mà cái tỷ lệ được thông qua hồ sơ thì khá là ít, còn một số thì từ chối cũng khá là nhiều. Em muốn tìm đến trung tâm để có thể tìm được công việc phù hợp hơn. Cũng giống như Ngọc Thảo, Bùi Trúc Quỳnh đặt cho mình những tiêu chuẩn nhất định về vị trí công việc, mức lương khi tìm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Mình muốn đến công ty để tìm việc làm về mạng truyền thông ạ, tại vì mình đang theo học tại chuyên ngành truyền thông, thì mình cũng mong muốn là sẽ tìm được một công việc ở đúng ngành với mức lương khởi điểm tầm từ 10 đến 12 triệu ạ. Là người tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Thông tin Thị trường Lao động, anh Nguyễn Trung Kiên có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với hàng chục bạn sinh viên mới ra trường mỗi ngày. Trong số đó, trường hợp của Ngọc Thảo và Trúc Quỳnh không hiếm gặp. Trong 6 tháng đầu năm thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm tiếp nhận khoảng hơn 1.000 bộ hồ sơ xin việc của các bạn có công việc muốn làm công việc bán thời gian. Nhưng mà qua sàng lọc, chất lượng của những bộ hồ sơ đấy chỉ đạt được khoảng 40%. 60% còn lại thì thứ nhất là về chất lượng hồ sơ. Đấy, các bạn ý đòi hỏi về mức lương hơi cao so với cái mức lương mà doanh nghiệp họ đưa ra. Theo anh Kiên, ngành nào cũng thiếu một số lượng nhân sự nhất định, nhưng các đơn vị chỉ tuyển những nhân sự có kiến thức, kỹ năng về khối ngành mình được đào tạo. Nếu nhân sự không thể hiện được thế mạnh của mình, phù hợp với yêu cầu công việc, thì đơn vị tuyển dụng không thể cho họ cơ hội. Ngay từ quận Nam Từ Liêm thôi, mà nếu mà đi ra đến Thanh Xuân, các bạn cũng bảo xa quá. Đấy có nghĩa là các bạn không xác định được cái mục tiêu của mình. Đến lúc hỏi là bạn ấy có những cái kỹ năng gì thì bạn nói là em thì sáng là vẫn dậy sớm này, thể dục này, đọc những cuốn sách này. Em mới hỏi là thì em làm những cái vấn đề đấy là để làm gì đã? Thì lại bảo là em không biết, em cứ biết là cứ sáng ngày ra thể dục mới cả làm những cái việc như thế thôi. Thì bởi vì mọi người đang kêu gọi như vậy thì em làm theo thôi, chứ cũng không biết để làm cái gì cả. Trong tâm thế của một sinh viên mới ra trường, lý do vì sao bản thân chưa tìm được việc làm như mong muốn đôi khi lại đến từ sự hoài nghi. Mình đã nộp hồ sơ ở một số nơi, thế nhưng mà do mình vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm và CV của mình vẫn còn khá là trống nên là mình vẫn chưa được chấp nhận hồ sơ. Vâng, như chủ đề của vấn đề bình luận là trong chương trình hôm nay đó là sinh viên ra trường thừa số lượng thế nhưng rất khó để tuyển dụng.
Chúng ta có thể thấy là thực tế hàng năm khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến tháng 6 thì rất nhiều những chương trình ngày hội việc làm được tổ chức ra và với sự tham gia của hàng nghìn đơn vị tuyển dụng. Thế nhưng mặc dù là có rất nhiều những nhân sự ở tại nhiều vị trí và ngành nghề và bản thân các doanh nghiệp đó thì cũng rất muốn để sử dụng các lao động trẻ đúng không ạ? Thế nhưng có một nghịch lý là không hề có thể dễ dàng tuyển dụng như là mong muốn. Đối với chị Bùi Thanh Hương, Chủ tịch Mạng lưới Nữ Doanh nhân Toàn cầu, cố vấn chiến lược về quản trị nhân sự cho nhiều doanh nghiệp, thì thực tế hiện nay, nhân sự ngành nào cũng đang rất thiếu, vô cùng thiếu. Vì vậy, các doanh nghiệp cũng tạo điều kiện mở ra cơ hội cho những bạn sinh viên mới ra trường. Chị xem cái đề án của em ý, thì trong cái hồ sơ tuyển dụng nhân sự của em mà chuẩn bị đăng trong công tác tuyển dụng ý, thì chị đang thấy có một số chỗ, ví dụ như là em yêu cầu kinh nghiệm là 5 năm. Thế thì với cái vị trí là nhân viên phòng quản trị tổng hợp thì chị thấy rằng là không cần thiết. Bởi vì là sinh viên vừa mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Theo chị là em nên là cho kê khai những cái kinh nghiệm làm việc của các bạn ấy. Cái số 2 mà chị rất là quan tâm đó là các cái kỹ năng mềm. Bởi vì phòng quản trị tổng hợp thì giao tiếp rất nhiều với các bộ phận phòng ban, làm việc nhiều khâu với nhiều bộ phận thì đòi hỏi ở những cái nhân sự này phải có các cái kỹ năng làm việc. Có thể thấy kinh nghiệm không phải là yếu tố duy nhất nhà tuyển dụng đòi hỏi ở một sinh viên mới ra trường. Bởi lẽ khi đi vào công việc, doanh nghiệp mong muốn nhận được kết quả thực tế, thể hiện bằng hiệu suất, sản phẩm, thay vì đánh giá qua bằng cấp, chứng chỉ và điểm số. Mình thì mình không tuyển lấy cái tiêu chí kinh nghiệm để mà làm tiêu chí, mà mình yêu cầu hơn là cái thái độ và cái sự nhập cuộc của sinh viên đối với doanh nghiệp. Với các bạn sinh viên thì càng phải coi trọng các cái kỹ năng này. Các cái kỹ năng nó rất là đơn giản, nó là kỹ năng hành xử giữa con người với con người, mà giữa các bạn bè mình với nhau. Đấy, rồi kỹ năng về thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, thì trong cái môi trường mà có thể nói là sinh viên ấy, thì các bạn nên là tận dụng để có thể là hoàn thiện các cái kỹ năng mềm cho mình. Còn với anh Nguyễn Anh Đức, nhà sáng lập và quản lý Smartcom Việt Nam, một đơn vị đang có số lượng nhân sự trẻ làm việc chiếm đa số, tiêu chí tuyển dụng đầu vào của anh cũng không quá đề cao kinh nghiệm làm việc. Chữ kinh nghiệm với anh được hiểu là tinh thần sẵn sàng nhận công việc trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng từ ngày còn ngồi trên giảng đường đại học. Những vấn đề mà sinh viên mới ra trường ngày nay đang rất yếu và thiếu. Khi mà các bạn vào làm việc là nó không được bền vững và tinh thần học hỏi là không cao. Và nhiều các bạn còn thậm chí là ngày nay báo, ngày mai nghỉ việc và không cần bàn giao luôn. Thì cái thực trạng đấy xảy ra liên miên, đâm ra là cái việc mà tuyển dụng chúng tôi lại đề cao vấn đề văn hóa, vấn đề con người, vấn đề kỹ năng và cái vấn đề thái độ, chứ không hẳn đã dám đề cao về kinh nghiệm. Còn về kinh nghiệm làm việc thì chúng tôi có thể đào tạo. Thế nhưng nó lại nảy sinh một tâm lý nữa. Thế các bạn bảo là thế chúng tôi làm việc có hưởng lương đâu, các em làm việc có hưởng lương đâu mà các em phải làm việc quần quật. Thì cái điều đấy cũng lại là một cái mà thế hệ trẻ bây giờ đang mắc phải. Tức là cái gì cũng đòi hỏi cái được trả lương ngay. Bạn không phấn đấu cho cái dài hơi, cái dài hạn để hoàn thiện bản thân mình thành một cái thứ tài sản lớn hơn để bán được giá cao hơn. Nhưng bạn sẵn sàng là nhận một cái đánh đổi ở mức thấp. Mức thấp đấy dẫn đến là cái hậu quả chúng ta có thể nhìn thấy là những bạn như thế thì xin việc lương cao là khó. Mà xin được một công việc tạm ổn rồi thì giữ được công việc cũng khó. Mà giữ được công việc rồi thì phấn đấu để thăng tiến lên lại càng khó. Và rất nhanh chóng bị đào thải ra khỏi hệ thống các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp. Bởi vì bây giờ là cuộc cạnh tranh quá khủng khiếp rồi. Đặt thái độ trên kinh nghiệm, bởi nếu không có những giá trị cốt lõi thì không chỉ sinh viên mới ra trường mà bất kỳ ai cũng rất khó tìm được việc làm phù hợp. Ngoài ra thì với kinh nghiệm của bản thân tôi thì tôi mà nhận thấy một vấn đề khi mà các bạn sinh viên mới ra trường mà thường gặp phải, đó là các bạn không coi trọng cái khoảng thời gian được đi kiến tập hay thực tập. Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảng thời gian vẫn còn đang ở học đại học ạ, khoảng thời gian nghỉ hè. Thì tôi cũng không cho phép mình nghỉ ngơi mà tôi lại coi đây chính là cái cơ hội để tôi được đi thực tập hay là được đi làm sinh viên trao đổi chẳng hạn. Khoảng thời gian đó thì quả thực là rất khó khăn bởi vì vẫn còn đang ở lứa tuổi khá là trẻ mà cảm giác như mình bị vứt ra ngoài biển lớn vậy. Tuy nhiên thì người ta vẫn thường nói là còn trẻ còn được phép sai. Chúng ta ngại gì mà không chủ động để xông pha.
Và tôi cũng nhận thấy là cái khoảng thời gian đó tôi cũng khá là trưởng thành sau 3 tháng thực tập thôi. Dạ vâng, đúng là như vậy đấy ạ. Và tôi nhận thấy là cái thời gian thực tập chính là cái cơ hội vàng để các bạn sinh viên có thể cọ sát và qua thực tế, cũng như là rèn luyện các kỹ năng sống, giao tiếp xã hội, và từ đó thì có thể trau dồi thêm nhiều những kiến thức và tình huống công việc ngoài đời thực mà không có bất cứ một sách vở nào có thể mang lại cho chúng ta. Và tuy nhiên thì chính vì những tư duy và kỹ năng còn hạn chế đó nên nhiều bạn lại không biết tận dụng cơ hội này, khiến cho nhiều nhà tuyển dụng đã có những ấn tượng không tốt. Sinh viên có rất nhiều những cái cơ hội để có thể tích lũy được kinh nghiệm, ngay như là cái đợt thực tập của các bạn vào năm số 3, năm số 4. Thế thì đây là một cái cơ hội vàng để các bạn ấy được tiếp xúc với doanh nghiệp, được trải nghiệm các cái phần công việc của mình. Đấy, và cái phần đó cũng được liệt kê vào gọi là kinh nghiệm làm việc của các bạn. Tuy nhiên thì ở thực tế, bởi vì là chúng tôi cũng là đón tiếp rất nhiều những cái thế hệ sinh viên đến để thực tập ở các doanh nghiệp của mình. Đấy, tuy nhiên ý, thì có những bạn thì rất là nghiêm túc, nhưng mà có nhiều bạn thì léng phéng, thì đến gọi là điểm danh cho có mặt thôi và để lấy điểm. Đấy, thế thì các bạn đã đánh mất một cái cơ hội vàng để có thể tích lũy được cái kinh nghiệm, những cái kiến thức cho bản thân mình. Thời gian thực tập tại một doanh nghiệp hay là tại một tổ chức nào đó thì là cái thời gian rất là tốt để các bạn sinh viên năm cuối có thể trau dồi các kiến thức chuyên môn mà mình đã được học tại trường đại học này, cũng như là rèn luyện những cái kỹ năng mềm mà cũng như là những cái thử thách mà có thể gặp phải trong quá trình đi làm trong tương lai. Nhiều bạn trẻ coi cái 3 tháng thực tập hoặc thậm chí là một học kỳ thực tập như là một cuộc đi chơi để hoàn thành được cái điểm số. Chính vì thế mà nhiều bạn ấy còn thậm chí là còn không thực tập nghiêm túc cơ. Các bạn ấy thì qua người thân, người quen để có một cái chữ ký đã hoàn thành thực tập. Điều đấy xảy ra rất là nhiều. Các bạn ấy rất là năng động, mà chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự năng động, cái sự đa nhiệm của các bạn trong công việc cũng như là trong mọi cái xử lý tình huống. Tuy nhiên là cũng có một số trường hợp các bạn ấy thực tập gọi là cho có, tức là đến cơ sở thực tập, tuy nhiên là không hoàn thành cái mức độ công việc theo cái khả năng thực sự của các bạn ấy, mà chỉ là làm để cho qua, cho đạt chỉ tiêu công việc. Tuy nhiên là cái chất lượng công việc thì còn phải đặt dấu hỏi rất là lớn. Người ta coi thường cái 3 tháng đấy, coi thường cả về giá trị thời gian, coi thường về cả giá trị tích lũy kinh nghiệm, coi thường về cả giá trị tri thức, và thậm chí điều quan trọng nhất là họ không cần xây dựng quan hệ với bất cứ ai cả. Đấy, dẫn đến là hậu quả là không ai dám tuyển các bạn ấy vào. Có thể ban đầu là các bạn giá trị của bạn là không, vì các bạn đang cần việc làm. Nhưng sau đó các bạn hãy làm ở đấy đi 1 năm, 2 năm, 3 năm nhiều hơn, thì lúc đấy bạn sẽ bán giá trị của các bạn cho họ đấy, bằng cách là bạn sẽ học hỏi tất cả những cái công việc từ đó, trau dồi bạn. Thì khi đấy bạn chỉ cần mấy năm thôi là bạn đã đắt giá rồi. Rất nhiều bạn du học sinh có học ở Mỹ, ở Anh về, thì với cái việc mà được đào tạo ở trong một môi trường mà bạn ấy xác nhận là cạnh tranh vô cùng khủng khiếp, và thậm chí là thực tập 6 tháng không lương cũng là một tuyển được, chúng được thực tập 6 tháng không lương đã là may mắn ở những cái nước như là Anh, Mỹ, nhất là trong lĩnh vực tài chính, lĩnh vực bảo hiểm nó khó, hoặc lĩnh vực công nghệ nó rất khó, thì ngay cả được thực tập không lương đã là may mắn. Thế thì bạn ấy đã rất hiểu, những cái người đấy rất hiểu cái giá trị của công việc, và người ta khi mà làm việc thì cái tâm thế, thái độ rất tốt, thậm chí nó còn trái ngược, tương phản hoàn toàn với rất nhiều bạn trẻ bây giờ khi ra thực tập. Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi thì rõ ràng những bạn mà không coi trọng cái khoảng thời gian đi thực tập, hay là không thể hiện tốt của mình ngay từ khi còn đi thực tập hay đi kiến tập, thì chắc chắn là sẽ rất khó có thể thích nghi với công việc khi mà đi làm chính thức, đúng không ạ? Dạ vâng, và tôi cho rằng những cái kỹ năng yếu kém thì sẽ dẫn đến nhiều khó khăn khi mà chúng ta đi xin việc sau này. Chắc chắn là không phải vấn đề giáo dục đào tạo trong nhà trường đâu, mà các bạn hiện nay không thể chờ vào những kỹ năng được dạy trên giảng đường, mà cần phải tự mình nỗ lực để có thể tìm hiểu thông tin xem là xã hội hiện nay đang cần gì, nghề nghiệp mà mình chọn thì đang cần thêm những cái kỹ năng gì để có thể trau dồi và học hỏi thêm, hay là có thể hoàn thiện bản thân mình trong cả 4 năm đại học, chứ không phải là chờ đợi đến nước đến chân mới nhảy, nghĩa là khi mà chúng ta ra trường rồi thì chúng ta mới bắt đầu là đi học thêm bằng này hay là chứng chỉ khác, đúng không? Vâng ạ, tất nhiên rồi. Và kể cả với những bạn mà họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình cái hành trang về kiến thức cũng như là tâm lý, thì chắc chắn cái khả năng thành công khi mà đi tuyển dụng thì sẽ khả thi hơn. Tương tác với học viên bằng thái độ gần gũi thân thiện cộng với kiến thức chuyên môn vững, đó là những thái độ và kỹ năng cần và đủ để bạn trẻ Nguyễn Minh Ánh, giảng viên tiếng Pháp tại Trung tâm Ngoại ngữ ELAGI, hoàn thành tốt những buổi giảng dạy trên lớp. Và với Ánh, không phải chỉ đến khi ra trường em mới biết mình yêu thích công việc này.
có liên quan đến những thứ mà em đã định hướng và em đang mong muốn học tập. Thứ nhất là về công việc giáo viên tiếng Pháp chẳng hạn, thì em đã học chuyên Pháp từ cấp 3. Và lên đại học thì em vẫn tiếp tục theo đuổi ngoại ngữ là tiếng Pháp. Đó. Và đối với công việc trợ lý marketing truyền thông thì ngay từ cấp 3 em đã tham gia vào câu lạc bộ truyền thông của trường. Lên đại học thì tham gia vào câu lạc bộ marketing của Học viện Ngoại giao. Thì từ những cái định hướng đó thì các công việc hiện tại nó đều liên quan đến những trải nghiệm trong quá khứ mà em đã từng làm. Ví dụ như một người làm truyền thông sẽ cần phải có khả năng nói tốt, phải có khả năng diễn đạt để mọi người hiểu, khả năng viết tốt. Thì những cái đấy em được rèn luyện rất nhiều trong quá trình giảng dạy. Có mục đích về công việc rõ ràng, dành thời gian tập trung bám đuổi mục tiêu, chủ động xây dựng kỹ năng mềm đã giúp Ánh luôn tìm thấy niềm vui trong mỗi ngày làm việc. Về công việc ở đây ấy, thì nó cho em hai thứ. Thứ nhất là niềm cảm giác hạnh phúc khi đi làm. Đó. Và thứ hai đó là cái thu nhập trong quá trình mà mình vẫn còn đang là sinh viên cho đến tận thời điểm hiện tại. Đấy. Tại sao lại hạnh phúc? Tại vì em nhận ra cái cảm giác này khi mà có những lúc em vừa đi học vừa đi làm rất là mệt mỏi. Thế nhưng mà khi mà đến lớp và nhìn thấy các bạn học sinh xong nhận ra là mình đang giúp các bạn đấy để các bạn ấy có thể đạt được mục tiêu của mình trong tiếng Pháp, thì cái cảm giác và cái năng lượng nó lại trỗi dậy và khiến cho mình có rất nhiều năng lượng trong quá trình mà giảng dạy các bạn ở trên lớp. Sự hài lòng của đơn vị tuyển dụng chính là câu trả lời tốt nhất dành cho mỗi bạn trẻ khi bước ra cuộc sống để làm việc. Nhóm đối tượng hướng đến của chúng em đấy là các bạn học sinh, sinh viên muốn học tiếng Pháp cũng như là muốn học tập tại nước Pháp. Tuyển dụng hàng năm thì bọn em vẫn luôn luôn ưu tiên các bạn trẻ độ tuổi 9X hoặc là 2000. Cái trường hợp của Ánh thì Ánh cũng là một bạn sinh viên rất là năng động. Ngay từ khi năm 2 thì Ánh đã làm việc tại trung tâm của bọn em với vị trí là nhân sự part-time, nhân sự thực tập part-time. Đó, và bạn đã thể hiện được là cái tất cả những cái điều mà bạn học được trên trường cũng như là những cái kiến thức mà bạn có gọi là học hỏi, tự học hỏi trau dồi thêm để gọi là đáp ứng được vào cái mục tiêu, nội dung của công việc. Đấy. Và sau cái quá trình mà kiểu ở trong thời gian sinh viên bạn cũng đã có những cái trải nghiệm thực tế cộng với việc là bạn có một cái định hướng rất là rõ ràng. Thế nên là ngay sau khi tốt nghiệp thì bên em cũng đã tuyển dụng bạn Ánh vào làm vị trí giáo viên của trung tâm. Thành công trong công việc khó có thể định nghĩa, nhưng với Ánh và nhiều sinh viên mới ra trường khác thì thành công của các em chính là quá trình được làm việc, được định hướng rõ ràng ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Nói một cách khác, thành công chính là sự trưởng thành, là niềm vui, là hạnh phúc trong mỗi ngày làm việc của chính các em. Vâng, trường hợp thành công như nhân vật vừa rồi thì cũng chỉ là một trong số ít những bạn sinh viên mới ra trường trong năm nay mà thôi. Và chúng ta vẫn cần phải nhìn nhận một thực tế là tâm lý chung của những sinh viên mới ra trường thì vẫn còn cần phải thay đổi và nhìn nhận lại. Tùy vào tính cách, mỗi sinh viên sẽ có một kiểu tâm lý khác nhau. Tuy nhiên, đại đa số tâm lý chung của các bạn sinh viên mới ra trường sẽ được chia thành hai dạng. Một là suy nghĩ tích cực. Những suy nghĩ quá tích cực bao gồm quá tự tin vào tấm bằng đại học của mình. Nhiều bạn sinh viên đắc ý với bằng cử nhân khi so sánh với những đối thủ cạnh tranh từ trường cao đẳng hay trường nghề khác. Thế nhưng các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm của các bạn lại không thực sự tương xứng với sự tự tin ấy. Mơ về một cuộc đời màu hồng. Đây là vấn đề của đa số các bạn trẻ chỉ biết thành tích mà chưa tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài. Họ nghĩ rằng mình học nhiều, đạt điểm tốt thì sẽ tự động có cuộc sống suôn sẻ sau này. Việc tìm mình thay vì mình tìm việc. Thực tế hiện nay nhiều công ty doanh nghiệp thiếu nhân sự và liên tục tuyển mới. Do đó khiến nhiều bạn trẻ hình thành tâm lý há miệng chờ sung, đợi việc đến tay chứ không chủ động tìm việc. Nếu áp lực chỉ cần nghỉ việc. Khi công việc không thỏa mãn bản thân, mức lương không tương xứng, các bạn sẵn sàng nghỉ việc, dù chỉ mới bắt đầu sau thời gian ngắn mà không suy xét các vấn đề phát sinh từ đó. Trái ngược với những vấn đề trên, một số bạn trẻ lại suy nghĩ tiêu cực thái quá. Cụ thể, không tự tin với kiến thức mà mình đã được đào tạo. Do thiếu trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế mà nhiều bạn sinh viên khó có thể áp dụng những kiến thức chuyên môn đã học ở trường vào công việc, từ đó gây tâm lý e ngại rụt rè. Lo sợ không tìm được công việc tốt, lo không thể hoàn thành công việc. Số lượng sinh viên ra trường mỗi năm đều tăng. Đứng trước hàng trăm hàng nghìn đối thủ cạnh tranh, những bạn trẻ thường gặp áp lực, lo lắng, sợ sẽ mất đi những cơ hội việc làm tốt. Tự ti nếu bằng cử nhân xếp loại không tốt.
Nhiều bạn trẻ với tâm lý trọng thành tích, suy nghĩ tiêu cực rằng các nhà tuyển dụng chỉ ưu tiên ứng viên có bằng giỏi, bằng xuất sắc mà quên mất rằng sự phù hợp văn hóa, kỹ năng và kinh nghiệm mới là quan trọng. Sợ hãi cuộc sống phía trước. Với những Gen Z chưa thực sự trưởng thành sẽ thấy hoang mang, mất phương hướng khi phải tự lập, tự kiếm tiền, tự chịu trách nhiệm với bản thân và mọi người chứ không còn được gia đình, nhà trường hỗ trợ dìu dắt như trước. Vâng, có thể dễ dàng thấy rằng có những khó khăn của sinh viên mới ra trường thì luôn lặp đi lặp lại. Và chúng ta thì dễ dàng bắt gặp những cái tâm sự của sinh viên mới ra trường ở bất kỳ đâu, ở trên các diễn đàn sinh viên, các trường đại học hay là cả người quen của chúng ta, đúng không ạ? Và rõ ràng thực tế, những khó khăn đó thì ai ai cũng sẽ phải trải qua một lần trong đời. Bạn hãy mạnh dạn để mà nộp hồ sơ ứng tuyển. Và cái số 2 nữa là trong cái quá trình mà học đại học ấy, thì không ngừng học các cái kỹ năng mềm, trau dồi các cái kiến thức kỹ năng mềm để mình có thể hoàn thiện hơn. Đấy, và cuối cùng là một cái thái độ, một cái tinh thần sẵn sàng nhập cuộc, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng thích ứng với những cái môi trường mới. Bạn đầu tiên phải có một cái tầm nhìn, đặt vị trí bản thân mình ở đâu, và vị trí đấy tự nó sẽ cho bạn câu hỏi tiếp theo là bạn cần hoàn thiện kỹ năng gì, bạn cần có cái thứ gì trong năng lực làm việc, trong đạo đức làm việc, trong thái độ làm việc và trong sự cống hiến mỗi một ngày, và thậm chí đơn giản hơn là giữ sức khỏe thôi nữa, để sẵn sàng cho một hành trình mấy chục năm đằng đẵng ở trước mắt. Vâng, thưa quý vị, mỗi người sẽ có những cảm nhận và suy nghĩ về những khó khăn khác nhau. Thế nhưng những người mà chúng ta thấy họ vượt qua khó khăn dễ dàng thì là những người mà đã rèn luyện và thay đổi bản thân từ rất sớm. Họ chuẩn bị hành trang vào đời của mình với những kinh nghiệm thực tế vững chắc, các kỹ năng mềm, sự giao tiếp cũng như là cách mà chịu đựng với áp lực cao. Và tất cả đều có thể học và rèn luyện được. Do đó thì thay vì bỏ chạy trước khó khăn, chúng ta hãy cố gắng, kiên trì và bền bỉ vượt qua. Vâng, và vấn đề mà 18 giờ Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay đưa ra cũng chính là một thực tế xã hội hiện nay. Vì vậy mà đối với các em học sinh mà vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn còn đang băn khoăn về lựa chọn đăng ký nguyện vọng của mình vào các trường đại học thì cũng coi đây là một trong những kinh nghiệm quý báu, cũng cần cân nhắc thật kỹ lưỡng và sớm xác định được cho mình những hướng đi cho tương lai để có những năm tháng ý nghĩa trên giảng đường đại học, cùng với đó là có thể tìm được cơ hội việc làm như mong muốn khi mà ra